Rồi, xin chào anh em thì tiếp tục sáng hôm nay là em test con ly Luckman 308 ha. Con 12.500.000 gửi cho bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay bác chuyển thôi nó để giao hàng. Ngoại hình lẫn nội thất em đã quay hết cho anh em rồi. Bây giờ chỉ test cái hoạt động sơ bộ để gửi cho bác khách thôi. Và em đang ghép nó với đôi BBK 704 ha. Rất là phê luôn. Xuống đây là không có chỉnh được ba trép anh em nha. Rồi tao phải để giữa hoặc lên low boost ha. Đối với dòng 308 và 309 có cái nút rất là hay, nút là thay anh em thấy cái nút này là chỉ tắt hoặc mở. Thì thằng này nó có thể điều chỉnh đó. Chúng ta giống như là tăng âm vậy đó. Lớn nhỏ được nó luôn thì thường chúng ta để hết mức nha. Rồi, cơ bản là như vậy thôi. Đối với con 308, 309 này, volume của nó thứ nhất là nó sẽ volume biến trở nhỏ, là số ký nó nhỏ, khi chúng ta dặn qua 12 giờ nó vẫn lên. Còn những cái con mà volume mà anh em thấy mà giao bộ, thí dụ như chúng ta nhích chút xíu này mà nó lớn rồi, anh em để ý ha, nhích lớn tới 9 giờ nó quá trời lớn luôn, nhưng mà khi mà qua 9 giờ hoặc là hơn chút xíu nó không lớn á, thì lúc đó là cái biến trở ký nó lớn, nó chỉ lớn được khúc đầu, khúc sau nó vô tác dụng mà có thể gây ra rè, đó là rất là dở nha. Đấy, dành cho những công suất lớn á thì nó sẽ bị cái đó là dở lắm, gặn luôn dính cái là bức lo. Thì Nhật người ta làm, người ta hay chia chiếc áp này. Anh em nhập cái 12 dẫn lên đó, lên nhưng mà lớn quá thì em xuống nha. Đó, như vậy rồi nó có nhiều loại thôi, em cũng kết thúc clip nha để tiến hành cho lên đường giao cho các bác khách Sài Gòn hôm nay.